Thưa quý vị, giai đoạn 2017-2022, tốc độ tăng giá trị sản phẩm GRDP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng bình quân 1,5% một năm so với năm 2017. Đây là kết quả 5 năm triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao ngày càng nhiều. Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đạt 37%, tăng 16,5%. Diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 30%, tăng gần 18%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp đã qua đào tạo đạt gần 21%, tăng trên 18%. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác liên kết đạt 13,3%, tăng gần 3%. Diện tích rừng được bảo vệ, duy trì ổn định, tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,3%. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 106 triệu đồng 1 hectare.